Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì em có test một con mic 705 hay là mã cho anh Tuấn. Con này thì cũng đã lấy rất nhiều hàng anh em rồi, bác yêu cầu hôm nay test nhá. Đây pin. Pin sạc bác mua thêm anh em nhá. Đó. Ở đây, bóc hộp luôn. Test đầy đủ anh em nhá. Đấy. Tay mic nhá, vẫn chưa mở nhá anh em nhá. Đấy, vẫn chưa mở đây. Đấy, ok chưa? Chưa mở nhá. Giờ mới mở. Đấy, đầy đủ. Bộ này nó rất là đẹp anh em nhá. Bộ mic này rất là chất. Đấy, review tầm giá này của nó rất hợp lý. Chỉ có 2 triệu 6 thôi anh em nhá. 2 triệu 600 nghìn đồng. Đấy, một chất âm của nó rất hay. Đấy, ok chưa? Đấy, rất ok luôn. Đấy, và đây là đầu thu của nó anh em nhá. Đẹp chưa, một dấu vân tay luôn anh em nhá. Đó, đây có chống lăn này, chống lăn mới nhá. Đó, đây có nguồn này. Đó, có 6 ly. Đó, đấy, và hai cái anten anh em nhá, hai cái anten. Đấy, vì thật ra thì em cũng sẽ test luôn anh em nhá, test luôn, cắm test luôn con U705 này cho anh em cùng nghe. Đó, ok. Cắm trực tiếp anh em nhé. Rất đơn giản thôi. Không gì khó cả. Bật nguồn. Đó, ok. Sẽ test từng tay mic. Test cái tay mic này trước này. Đó. Ok, rất đẹp. Cái tay mic này cực kỳ đẹp anh em nhé. Đó. Đấy, ok. Anh em chú ý nhé. Đây là nó đang trùng sóng anh em nhé, đang trùng sóng thì đang là 800-250, ví dụ mà nó bị lệch sóng này đó, đấy thì nó sẽ không có sóng nữa anh em nhé, không có sóng. Anh em dò thì anh em nhìn cái chữ IR đây, thì anh em cho nhìn thấy cái màn hình đây mà, và anh em ấn chữ set là được anh em nhé. Đây em thử luôn, thực hiện luôn đó, nó set sẽ nhận được luôn anh em nhé. Đó, khi nhận được đấy, nó nhận sóng này thì anh em nói nó sẽ có tiếng luôn anh em nhé. Đấy, và bây giờ sẽ thử cái chất âm luôn. Được. 1, 2. À, đây là cái chất âm khi em cắm trực tiếp từ mic xuống vang, không sử dụng effect anh em nhé. Không có effect, đây là không có effect. Anh em đang nghe cái chất âm rất là hay. 1, 2, 5, 6, 7. Tiếng rất là dày anh em nhé. Với cái bộ mic này thì chất âm của nó rất là đẹp. Nói chung là chơi cái bộ mic này để anh em chơi cho cái gia đình thì rất hợp lý anh em nhé. Về cái đầu tiên là cái chất âm, cái thứ hai là cái hình thức rất là đẹp, dễ ghép anh em nhé, đồng bộ. Ở đây thì em đang ghép đồng bộ LX, sử dụng vang LX6, giá 2.8 triệu này, và lọc nguồn PS9.2 này, đẩy LT3600 này, và cặp loa là V12. Đó, và bây giờ em sẽ đẩy effect lên cho anh em nghe nhé. Được. Đây là effect gồm echo và reverb anh em nhé. Thì anh em cùng nghe cái chất âm 6, 7, 8, 9. Đây 1, 2, 5, 6. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Tiếng rất hay đó. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đây rất là dễ hát anh em nhé, rất là dễ chơi. Đấy, và bây giờ em sẽ tiếp tay mic thứ hai. Đó. Đây tay mic thứ hai. Đây là tay mic đầu là ok, đây là tay mic thứ hai này. Đó, ok cho anh em. Đấy, rất là đẹp anh em nhé. Đấy, ok. Đó, rất là đẹp. Cái tay mic này cầm nó rất là chắc chắn anh em nhé. Đó, ok. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là cái chất âm tiếp tục của bộ mic. Thì anh em thấy là cái chất âm như nhau anh em nhé, rất hay. 1, 2, 5, 6. Tiếng rất là bắt mic anh em nhé, rất là bắt mic là cái thứ nhất. Cái tiếng thứ hai, cái chất thứ hai là tiếng nó đều dài, tiếng bắt rất là ok, tiếng chép rất là ok anh em nhé. Nó không quá gấp, tiếng chép không quá gấp, tiếng bắt thì không quá chậm. Nên con này nó rất là đều dài. Anh em sử dụng cho karaoke rất hợp lý. Nhiều anh em thì về sử dụng cho cả phòng karaoke kinh doanh nữa. Nó rất hợp lý với giá tiền chỉ 2.6 triệu thôi anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.
Được, được, được. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, để anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Giá là 2 triệu 6, bên em sẽ bao ship cho tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Hẹn anh em ở những video sau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.